Đấu phá thương cung phần 4 tập 19 âm thầm bảo vệ. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Phía trên vách lối xanh ngắt cây lá, thiếu nữ chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú lục sắc nhân ảnh đang quỳ gối. Sau một lúc lâu, trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên một chút dịu dàng, mỉm cười nhẹ giọng nói, đã hơn một năm rồi, Tiêu Viêm ca ca rốt cục đã đi tới đó. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp dịu dàng của thiếu nữ, lục sắc nhân ảnh sáng suốt duy trì trầm lặng. Đợi đến sau một lúc lâu, tầm mắt người trước mắt lần thứ hai tập trung nhìn lại, hắn mới chậm rãi đem đại khái khoảng thời gian lịch lãm của Tiêu Viêm kể ra. Đứng ở bên bờ vách núi, Huân Nhi lặng lặng lắng nghe từ miệng bóng người kể lại từng chuyện kinh tâm động phách. Nghe đến đoạn hắn cùng với hai gã đấu hoàng cường giả chiến đấu rồi bị thương nặng, trong con người thu thủy dịu dàng chợt xảy ra một ít yêu thương cùng với kinh ngạc. Xà linh giả Lục Man, bát sực hắc xà hoàng, thiên xà phủ điện nhân, mấy năm nay thật đúng là ngày càng bá đạo. Ngón tay thon dài như là ngọc kẹp lấy từ phía trên đỉnh đầu hạ xuống một phiến lá cây. Huân Nhi bình thản nói, không giấu được có chút ba động trong giọng nói, ẩn chứa một tia lạnh ý. Mặc kệ Lục Man hai người kia rốt cuộc là bởi vì sao mà động thủ, nhưng mà bọn họ thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Viêm trọng thương mà chết, đấy là sự thật. Sự tình này ngày sau sẽ tìm bọn họ tính sổ, nhưng mà chỉ là vị đấu hoàng cường giả đi theo bên cạnh Tiêu Viêm ca ca, chi tiết có biết rõ không? Chiếc lá cây xanh biếc trôi nổi ở trong lòng bàn tay của Huân Nhi, chậm rãi quay cuồng, khi thì đảo theo gió, khi thì uốn khúc. Làng khẽ liếc mắt về bóng người quỳ dưới đất, cau mày nói, đã điều tra, người nọ tên là Hải Ba Đông, từng là trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, được gọi là băng hoàng, thực lực ở cấp đấu hoàng cấp bậc, tinh thông băng hệ đấu khí, với lại dường như với thức đặc nhĩ gia tộc có nguồn gốc sâu xa. Vài chục năm trước tại đại sư sa mạc Tháp Quả Nhĩ bị Mỹ đồ tòa Lữ Vương phong ấn, sau đó ẩn cư ở Mạc Thành, cho đến khi Tiêu Viêm thiếu gia đến khoảng thời gian trước, mới giúp hắn phá giải phong ấn, sau đó luôn luôn đi theo ở bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia. Động cơ thì còn chưa rõ, lục sắc nhân ảnh cùng kính nói, động cơ không rõ, mày liễu khẽ nhăn, thiếu nữ giống như là có chút không hài lòng việc trả lời lấy lại như vậy. Mặc kệ bất luận người kia có ý thế nào, vẫn là trong lòng của làng có chút là khẩn trương. Làng lập tức tưởng tượng ra cảnh một con hồ ly đang bảo hộ một con bê non, cực kỳ mẫn cảm khủng hoảng dâng lên, nếu không để cho một nguy hiểm lớn như vậy, giống như là một khối bom ở lúc ở bên trong người Tiêu Viêm. Xin lỗi tiểu thư, ngài cũng biết ở trong cơ thể Tiêu Viêm thiếu gia có một linh hồn thần bí cường giả. Đến nay chúng ta không có bất luận tình báo gì, nhưng hắn dường như lại là đối thủ với chúng ta hiểu rất rõ. Trong khoảng thời gian Lăng Sư đi theo Tiêu Viêm thiếu gia, mặc dù ở lúc cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mà dựa theo tin tức Lăng Sư chuyển lại, lúc ở trong tối bảo vệ Tiêu Viêm thiếu gia, vị thần bí cường giả kia hình như là đã phát hiện tung tích của hắn, chỉ là đối phương không có động tĩnh gì mà thôi. Nghĩ ra nhất định là nhìn ra dụng ý của Lăng Sư, lục sắc nhân ảnh cười khổ nói, ngay cả tung tích của Lăng Sư cũng bị người nọ phát hiện. Huân Nhi đôi mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm rồi nói, người nọ rốt cuộc thân phận ra sao, lại có thể ngay cả Lăng Sư. Ôi, nếu không phải Tiêu Viêm ca ca chán ghét người khác điều tra hắn, nhất định phải đem đến thân phận thần bí nhân kia làm cho rõ ràng. Có thể có thực lực như vậy, nói vậy trước kia cũng không phải là hạng người vô danh. Mặc dù thần bí nhân kia phát hiện ra tung tích của Lăng Sư, nhưng mà may mắn hắn vẫn chưa đem việc này báo cho Tiêu Viêm thiếu gia. Bởi vậy, Tiêu Viêm thiếu gia cũng không biết từ sau khi hắn rời Ô Thản Thành, tiểu thư đã phái người âm thầm bảo vệ hắn, nhưng mà việc này cũng làm cho hắn không thể cảm nhận được tiểu thư đối với hắn một mạng. Lục sắc nhân ảnh cười nói, nhưng mà lời còn chưa nói xong đã làm Huân Nhi xấu hổ, tức giận đem cả đám lá cây trong lòng bàn tay bắn ra ngăn trở. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi có vẻ đỏ hồng, lục sắc nhân ảnh tức thời không dám nói tiếp. Nhớ kỹ, nhất định không để cho Tiêu Viêm ca ca biết sự tình này, ta không muốn nói cho hắn biết chúng ta phái người giám thị, hắn không thích mấy việc này. Trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ thẹn thùng hồng hào chậm rãi rút đi, Huân Nhi rất nhanh chính xác nhắc nhở nói, vâng thuộc hạ đã rõ. Đối với cách suy nghĩ của lữ tử như Huân Nhi, lục sắc nhân ảnh đương nhiên là cực kỳ rõ ràng, lập tức cung kính gật đầu xác nhận, đồng thời trong lòng có phần cảm thán, đừng xem tiểu thư trên mặt thời khắc nào cũng có nụ cười, nhưng mà tính tình của nàng, lục sắc nhân ảnh lại biết rõ ràng, loại mỉm cười kín đáo rụt rè này có đôi khi so với loại mặt lạnh càng khiến cho người khác khó có thể đến gần. Đi vào Già Lam học viện đã hơn một năm, lấy vẻ mặt kiều diễm cùng với tu luyện thiên phú của Huân Nhi, không biết đã khiến cho bao nhiêu nam nhân có thể xưng là xuất chúng mê muội. Nhưng những người này, mặc dù cho dù đặt địa vị ở thiên tài của Già Lam học viện, kể cả cũng có thể được liệt danh vào hàng cường giả, nhưng mà không có bất luận một người nào có thể chính thức cùng nàng nói chuyện. Mà dường như là quên mất một người, Tiên Gia Hỏa được xưng là thiên tài trong vòng trăm năm nay của Già Lam học viện, miễn cương mới là nam nhân khiến cho tiểu thư bỏ ngụy trang xuống nói chuyện. Nhưng mà dường như cũng vẹn vẹn dừng lại ở đó mà thôi.
Tên gia hỏa đáng thương, đời này có lẽ là không trông đợi được gì. Nghĩ đến thanh niên xuất chúng kia ở học viện khiến cho người khác cảm thấy rung động, Lục Sắc Nhân Ảnh trong lòng âm thầm lắc đầu. Có phần thương hại, hắn làm sao thoát khỏi mê muội? Đóa thanh liên thoát trần kia có lẽ chỉ có thể lở ra mới một nam nhân tên là Tiêu Viêm. Lục Sắc Nhân Ảnh trong lòng rõ ràng, chỉ cần một khi ở trước mặt tiểu thư nhắc tới Tiêu Viêm, tính tình thanh nhã gần như có phần lạnh nhạt của Huân Nhi, liền có thể đem nụ cười phòng hộ luôn cự tuyệt người khác rút đi, chính thức trở thành một nữ nhân ở vào trạng thái yêu đương, dáng vẻ thiện tùng cực kỳ hiếm thấy. Mà những người này tuyệt đối không có may mắn nhìn thấy được. Gã gia hỏa kia thật khiến cho người ta hâm mộ đến ghen ghét. Thật sự không biết hắn làm như thế nào lấy được tâm hồn thiếu nữ của tiểu thư. Thật sự khó mà tin tưởng, tiểu thư tính tình cao ngạo như vậy, để có thể coi trọng một nam nhân nào đó. Than thở lắc lắc đầu, Lục Sắc Nhân Ảnh hơi có phần khó hiểu. Nhưng mà nếu như hắn biết, gã gia hỏa kia bởi vì khi còn bé đánh mẹ đánh bạ chạy vào trong phòng tiểu cô nương Huân Nhi, lấy lý do vun bồi căn cốt, đem thân thể tiểu cô nương toàn thân cao thấp không chút liêm sỉ sò soạn khắp người, lúc đó đã lấy đi tâm hồn của tiểu cô nương ngây thơ không hiểu chuyện, hắn có lẽ sẽ sốc mà ngất tại đó. Nữ nhân tên là Vân Chi, làng là Vân Lam Tông tông chủ vân vân. Mơ hồ khuôn mặt có chút lóng lên, trong lòng đàn miên man suy nghĩ cái gì đó. Huân Nhi liếc mắt nhìn bóng người quỳ dưới đất, bỗng nhiên nhẹ giọng rồi nói: "Ồ, vậy sao?" Nghe vấn đề này, Lục Sắc Nhân Ảnh thoáng có chút là kiềm hãm. Căn cứ tình báo, hắn hiển nhiên là biết vị nữ nhân tên là Vân Chi và Tiêu Viêm quan hệ có phần không bình thường. Lập tức cười khổ gật gật đầu rồi nói: "Đích thực là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vân." Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng mà sau khi nghe xác nhận, Huân Nhi vẫn như cũ không khỏi khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt ẩn hiện biểu tình phức tạp. Sau đó một lúc lâu, phe phẩy đầu cười khổ rồi nói: "Tiêu Viêm ca ca thật đúng là hồ đồ, loại sự tình này chẳng lẽ còn không đoán được sao? Ngày sau trở lên Vân Lam Tông, ta nhìn người dự định xử lý mối quan hệ rắc rối này ra sao." "Tiểu thư, nữ nhân kia dường như đối với Tiêu Viêm..." Âm thanh Lục Sắc Nhân Ảnh ấp úng còn chưa nói xong, hắn phát hiện ra vẻ mặt thiếu nữ đối diện hơi trầm xuống, lập tức tức thời vội vàng đem những chữ còn trong miệng nuốt xuống. "Ngươi cảm giác sai rồi." Thiếu nữ âm thanh nhạt nhạt, lại là mơ hồ có một phần oán hận trong lòng. "Vâng, vâng." Lau mồ hôi lạnh, Lục Sắc Nhân Ảnh vội vàng gật gật đầu, cũng không dám nhắc tới sự tình này. Mặc dù hắn biết thân phận cô gái đối diện không tầm thường, nhưng mà cho dù không tầm thường như thế nào đi nữa, làm cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Chuyện ghen tuông đối với nữ nhân mà nói đó là thiên phú dị bẩm. "Ngươi truyền tin cho Lăng Sư đi, khiến hắn khi Tiêu Viêm ca ca tới Vân Lam Tông ngấm ngầm bảo vệ Mặc gia đại trưởng lão bị giết, nhưng mà kẻ báo thù với Vân Lam Tông sẽ vì danh tiếng, tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn rời đi." Huân Nhi lông mày cau lại rồi nói: "Còn cần chú ý đến Hải Ba Đông bên cạnh hắn, ta cảm thấy tên kia có phần khó có thể suy xét. Nếu như có biến cố gì, Lăng Sư..." Nói đến chỗ này, Huân Nhi cánh tay nhỏ nhẹ nhàng trước người làm một động tác, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lạnh như băng khiến cho người ta sợ hãi. "Vâng." Thấy thế, Lục Sắc Nhân Ảnh vội vàng cung kính gật gật đầu. "Được rồi, dựa theo lời người, Tiêu Viêm ca ca bên người có Thất Thải Thôn Thiên Mãn, hẳn là Mỹ Tô Tòa Lữ Vương." Tay nhỏ khẽ vén mái tóc bay xuống ở trên trán, Huân Nhi nói: "Đúng vậy, nhưng mà chỉ là bây giờ Mỹ Tô Tòa Lữ Vương dường như linh hồn bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế, muốn cho nàng một lần nữa phục hồi có lẽ còn phải chờ đợi một khoảng thời gian. Có điều một khi Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nắm trong tay thân thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, như vậy nàng liền sẽ trở thành đấu tông cuồng giả. Đến lúc đó, nếu như là nàng lổ lên sát tâm với Tiêu Viêm, vậy thì có chút phiền phức." Lục Sắc Nhân Ảnh dò dự rồi nói: "Trời, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca bên cạnh ở lúc toàn những quả bom kinh khủng, thật sự là đau đầu." Đành chịu lắc lắc đầu. Huân Nhi xoa cái chán trơn bóng, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không thể nắm được thân thế Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Ít hôm nữa, sau khi Tiêu Viêm ca ca đi tới Già Lam Học Viện, đến lúc đó, nghĩ biện pháp đem mấy vấn đề này giải quyết hết một loạt." "Vâng." "Tốt lắm, ngươi trước tiên cứ rời học viện đi đã. Đứng ở chỗ này lâu, nếu như bị phát hiện, đánh động đến cả lão viện trưởng một lần nữa thôi cũng không êm xuôi rồi." Dặn dò mọi chuyện xong xuôi, sau đó Huân Nhi mới phất tay, nhắc nhở nói: "Ha ha, lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh, chính diện giao chiến, chỉ sợ là Lăng Sư cũng vẫn thua kém một chút, nhưng mà chỉ là nếu nói đến ẩn lấp, ta ngược lại là có phần tin tưởng." Lục Sắc Nhân Ảnh cười gật đầu, lần thứ hai hướng về Huân Nhi cung kính khom người hành lễ, sau đó thả người vọt đi, biến mất bên một thân cây. Thân cây hơi lắc lư, rất nhanh rơi vào yên lặng. Nhìn bóng người tan biến, Huân Nhi chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú dưới dốc núi lượn lờ mây mù. Một lát sau, ôn nhu mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm: "Tiêu Viêm ca ca, một năm thời gian tiến bộ của người." Cho dù là Huân Nhi cũng cảm thấy kinh ngạc, đi Vân Lam Tông xong,
người liền có thể về đến Già Lam học viện rồi. Huân Nhi ở chỗ này rất là cô đơn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ Đột Phá Thương Khung phần 4 tập 20 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.